Hello, xin chào các bạn nha. Các bạn thấy không? Đây một ổ ong đất. Đây các bạn. Ong cũng ba khoang đấy các bạn. Đây. Nó đã làm và bị một trận mưa nha các bạn. Mưa tụ xuống này các bạn. Đây. Có những cái lỗ này các bạn. Đây. Đây có những cái lỗ này. Thôi mình để cho nó nở nha các bạn. Không có đập phá nó nha các bạn. Đây. Một trận mưa nó hơi tụ xuống dưới nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Xin chào.